và làm công cho nhà này. Mình à, đây là chị Phương, chị em bạn gì của em. Cha má chị mất hết rồi nên chị ở chung với em từ hồi còn nhỏ. Nay em về đây, em dắt chị theo, đặng có người bầu bạn đó mình, cho có chị có em, với lại đỡ đần chuyện nhà cửa bếp núc đó mình. Dạ. Có một đêm khuya, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, ông hội đồng đi uống rượu về nhà. Tôi ra mở cửa thì ông nắm lấy tay tôi, rồi ông nói ông thương tôi rồi, ông cưỡng bức tôi. Tôi rất buồn, rất hận. Nhưng phần vì sợ ổng, phần sợ bà buồn, nên tôi đành câm nín không dám nói chi. Ông, để con đỡ ông vô trong. Dạ. Dạ ông ơi, ông ơi, ông sao? Ông ơi, ông à, ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Thương. Ông ơi, ông ơi, tha cho con đi mà. Ông ơi, ông. Khốn nạn cho cuộc đời tôi. Sau đêm hôm đó, ông ta coi như không có việc gì xảy ra. Tôi cũng nghĩ ông chỉ nhất thời ham muốn nên mới làm vậy với tôi, chứ ông không hề muốn lấy tôi như lời đã hứa. Tuổi thân nhất là khi hay tin bà cả có thai, thì cũng là lúc tôi biết mình đang mang thai. Minh. Dạ. Cha chả, thiệt là tin tốt đó đa. Từ rày mình nhớ đi đứng cho cẩn thận, không được đi nhanh quá, cũng không được làm việc nặng quá, nghe không? Ăn uống cũng phải kiêng cử cho đường hoàng. Mai tôi sẽ biểu sắp nhỏ mời thầy thuốc đến khám rồi hút thuốc dưỡng thai cho mình. Đặng sau này mình sanh ra con mình nó mới khỏe mạnh, nó mới thông minh ha. Từ từ đã mình. Em chỉ mới cứng thai thôi, có chi đâu mà mình trộn rộn dữ đa. Được rồi, từ mai em sẽ để chị Phương làm hết công chuyện. Mình chịu không? Vậy cũng được, tùy ý mình thôi. Ông ơi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện chi mà lắm la lắm lét vậy chứ? Ông hội đồng, từ sau cái đêm hôm đó, tôi thấy y như là tôi đã có thai rồi đó. Cô nói cái gì kỳ vậy? Mà chuyện này, cô có nói với vợ tôi chưa? Dạ không, tôi chưa có nói với bà. Tôi chỉ sợ là cái thai ngày càng lớn thì mình không có giấu được. Cô cầm số bạc này, tới gặp mấy ông thầy thuốc, ông sẽ giúp cô. Vậy ra là ông muốn tôi... Tôi không muốn vợ tôi biết việc này, vì cổ đang có thai, không tốt cho đứa nhỏ. Với lại nếu việc này mà lộ ra ngoài, thiên hạ xì xào bàn tán, làm mất danh tiếng của tôi đó đa. Ông, chứ không phải ông đã hứa là khi nào thuận tiện á thì ông sẽ nói với em gái tôi á là cưới tôi làm vợ lẽ hay sao? Cô tỉnh trí lại đi. Tại sao tôi có thể cưới cô được chứ? Cô có biết tôi là ai hay không? Còn danh tiếng của gia đình này nữa chứ? Bộ cô tưởng người như tôi
có thể cưới một cô ở làm vợ hay sao? Tôi mà lấy cô thì còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp mặt thiên hạ? Họ sẽ khinh nhờn tôi và coi tôi ra gì chứ. Cô thừa sức biết việc này, cớ chi còn tìm tôi đòi hỏi nọ kia? Cô cầm số tiền này đi gặp thầy thuốc liền nghe không? Nếu mà để việc này ồn ào, tôi sẽ bắt cô gánh chịu hậu quả đó đã. Tôi có thể tự tay giết chết con mình chứ? Thức đức lắm. Tôi đã mua thuốc, đã đưa chén thuốc lên miệng định uống, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, tôi lại đập bể chén thuốc. Sau đó tôi phải nẹp bụng thật chặt để giữ kín cái thai, nhưng bụng tôi ngày càng lớn, nên cuối cùng tôi phải xin phép về quê lánh mặt. Ủa, chờ chị đau hay sao mà mặt xanh mét vậy? Dạ. Sắc mặt của chị coi mòi xấu quá à. Mà hổm rày tôi thấy chị mệt mỏi, lại hay thở gấp nữa chứ. Dạ, dạ không có. À, ấm trà hết rồi, tôi đi pha nha. Đêm nay ngồi lại dưới hiên, có nỗi buồn biết chia cùng ai. Thế giới ngập tràn đắng cay, cớ sao em khổ đau trọn đời. Mưa rơi từng giọt khóc than, nước mắt em rớt bao năm. Chẳng không khổ đau, xin cho tôi quên đi tháng năm cùng người, dấu hận thù tình yêu qua bao bao giờ. Em yêu ai chắc mang bao lỗi lầm, đến bây giờ trời khiến xui sao đó, tôi lại gặp được bà cả trong một lần bả về quê. Thì ra chị về quê là vì việc này. Thiệt, cái quân nào mà khốn nạn quá đa. Làm cho người ta có bầu như vậy rồi phủi bỏ là sao chứ? Cớ chi chị không tỏ thiệt với tôi mà lại trốn về đây làm gì? Rồi sắp tới chị sanh nở ra sao? Cha đứa nhỏ có chịu nhận nó không? Thank you.
Mình à, hôm nay lúc về quê cúng Phật, em có gặp một người, mình biết là ai không? Chị Phương đó mình. Chàng ơi, em nói chắc là mình cũng không ngờ. Thì ra chỉ xin về quê là để sanh em bé đó đa. Bụng chị lớn lắm. Vậy là lúc ở trên này chị đã mang thai, nhưng tại chị khéo giấu nên không có ai biết. Mà sao em nghi quá mình. Chắc thằng cha của đứa nhỏ cũng ở gần đâu đây nè. Nhưng em gặng hỏi hoài, chị cứ khóc mà không nói tiếng nào hết đa. Thiệt tội nghiệp hết sức vậy. Đã bị hại đến nông nỗi này á, mà chị cũng không vạch mặt cái quân Sở Khanh, làm sao chứ. Hôm nay mình mệt lắm hả? Thôi mình ngủ sớm đi. À, mà mình biết không, bà mụ đoán á, là còn vài ngày nữa là em sẽ sanh con. Cho nên mình có đi đâu á, thì cũng đi gần gần, đặng có chi còn về kịp. Cớ gì cô dám cãi lời tôi chứ? Tôi đã buộc cô bỏ cái thai, nhưng cô vẫn giữ nó lại là sao? Cô to gan lắm. Cô tính để vậy rồi sanh nó ra để bỉ mặt tôi hả? Cô tưởng có đứa con với tôi là sẽ được tôi để ý, quan tâm đến cô sao? Đừng có hòng. Cô cứ chờ đó, rồi cô sẽ biết hậu quả của việc không chịu vâng lời tôi là như thế nào. Thank you.
ơi, con tôi đâu? Con tôi đâu? Trả con ra cho tôi. Tôi không thể nào quên được cái đêm hôm đó, cái đêm mà từng lời nói của người đàn ông đó như từng nhát dao đâm nát tim tôi, cái đêm mà tôi mất đi đứa con trong đau đớn tủi nhục. Cũng từ hôm đó, bộ mặt sâu xa đê tiện của hắn cứ hiện rõ và ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Tôi thù hắn, tôi hận hắn suốt đời suốt kiếp này. Nhưng sao bà lại quay về đây chứ? 2 năm sau, bà cả có về quê gặp tôi và cậy tôi phụ công việc nhà với bà. Và bà đã nuôi ý định báo thù từ đó sao? Tôi phải tận mắt chứng kiến cái ngày mà ông ta gặp quả báo chứ. Tôi muốn nói thẳng vào mặt ổng là tôi luôn căm hận và chờ đợi đến ngày này đặng trả cho được mối thù trong lòng tôi. Nhưng sự đời không lường trước được, thù chưa trả xong mà đã có người tỏ hết mọi việc rồi. Thôi, đều là số trời, cô muốn làm chi đó thì tùy ý. Nhưng thà là tôi tự vẫn còn hơn để họ dụng hình làm đau đớn thân xác tôi. Tôi đã nói với bà rồi, việc chi không có lợi thì tôi sẽ không làm. Bà cứ coi như là tôi chưa biết chuyện này. Tôi hứa với bà là sẽ quên đi hết những việc bà kể hôm nay. Tôi làm sao biết hết được bụng dạ của cô chứ? Cô hứa quên đi mọi chuyện, nhưng liệu cô có giữ kín được không? Tôi e rằng trước sau chi mọi người cũng biết. Tánh ý của tôi như thế nào á, lâu nay bà cũng biết chứ không á. Tôi hứa là sẽ làm. Có điều bà phải giúp cho tôi một việc. Cô muốn gì? Từ từ rồi tôi sẽ nói cho bà biết là tôi muốn gì. Nhưng trước mắt, bà đừng tìm cách hại mợ hai nữa. Bà cũng đừng cậy con mùi làm chi. Nó hốt tốt như vậy sẽ làm hư việc, rồi hại lây cả bà nữa đa. Nếu như bà muốn báo thù thì cứ để tôi lập kế cho. Cô buộc là tôi phải nghe lời cô sao? Chứ bà quên là tôi đã tỏ hết mọi chuyện riêng tư của bà rồi sao? Bà buộc phải nghe theo tôi nếu bà muốn trả thù con người độc ác tàn nhẫn đó. Còn không thì coi như bà tự kết thúc cuộc đời mình. Tôi phân tách như vậy chắc bà đã thông tỏ rồi chứ. À, bà nói đã cho ông ta uống thuốc này từ lâu, như vậy chắc là ông sẽ không có con được nữa. Đúng vậy, ông ta đừng mong có thêm đứa con nào hết. Bây giờ có ai đó mang thai với ổng, chắc ổng chiều chuộng tân tiêu coi còn hơn vàng ngọc nữa chứ. Nhưng mà việc đó không thể xảy ra được. Chuyện đó chỉ có bà biết thôi.
Chứ ai cũng nghĩ không có con cũng một phần do những bà vợ của ổng. Bà Phương, tôi muốn được làm vợ của ông Hội Đồng, mà phải là người vợ được ông thương yêu nhất. Mơ ước của cô lớn quá đa. Cô tưởng dễ gạt ổng lắm sao? Việc đó bà khỏi lo. Tôi chỉ cần bà giúp một tay thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bà hãy nhớ là tôi đang giữ kín giùm bà một việc rất hệ trọng. Ngược lại, bà phải giúp tôi thay đổi cuộc đời. Tôi muốn làm chủ, chứ không muốn làm đầy tớ cho người ta khinh khi bỉ bà. Bà hiểu chứ? Anh Đực, anh làm gì mà run dữ vậy? Chứ em hẹn qua ra đây, lỡ có ai thấy rồi đặt chuyện bậy bạ, làm hại tới danh tiếng của em rồi sao? Tôi không sợ, mắc chi anh sợ. Mà sao tự dưng em hẹn qua ra đây làm chi? Chỉ có việc nên tôi mới hẹn anh chứ. Anh Đực, bây giờ tôi mới biết anh là người đàn ông chân chánh. Còn những người kia thiệt là xấu xa đê tiện. Họ chỉ muốn thỏa mãn ham muốn sắc dục, nên việc bỉ ổi chi cũng dám làm. Nghĩ lại tôi thấy hối hận luôn quá. Nếu trước đây tôi chịu ưng anh thì bây giờ mình đã là vợ chồng rồi. Biết đâu cuộc đời của tụi mình khá hơn bây giờ thì sao? Anh Được, anh còn thương tôi không? Qua thương em luôn lắm. Qua nghĩ trên đời này nếu mà không lấy em làm vợ thì qua cũng sẽ không bao giờ lấy vợ đâu. Qua thề có trời đất chứng giám. Thôi anh đừng có thề, tôi biết lòng dạ của anh mà. Chắc trên đời này không có ai thương tôi bằng anh đâu. Chỉ tiếc là hôm ấy nếu như em bằng lòng á, qua sẽ thưa với bà cả cho đôi ta thành vợ thành chồng. Bây giờ bà cả đâu còn quyền hành như xưa nữa. Chuyện đó coi mòi khó lắm. Ờ ha, em nói cũng phải. Vậy bây giờ mình tính cách làm chi chứ? Chẳng lẽ làm thinh chịu nhục đó. À, hãy để qua gặp ông Hội Đồng nói phước một lần cho xong ha. Anh đừng có nói điên. Anh mà chọc giận ổng á, ổng sẽ đánh anh chết không toàn thây đó đa. Anh Được, thiệt ra tôi cũng có kế này. Nếu như tôi là người của anh á, thì ông Hội Đồng hay cậu Hai á cũng sẽ không màng tới tôi nữa. Chắc chắn họ sẽ buông tha cho tôi. Em nói cái gì qua chưa rõ lắm. Thì nếu tôi thuộc về anh rồi á, thì họ sẽ không còn ý đồ bất chính với tôi nữa. Em thuộc về qua làm sao? Anh Đực nè,
Chỉ có anh á mới xứng đáng để tôi trao thân gửi phận. Chẳng thà tôi cho anh cái trinh tiết quý nhất của đời con gái, còn hơn là để cho người ta làm sủ tiết ô danh mình. Tối nay tôi hẹn anh ra đây là vì việc này đó đa. Tôi muốn sau đêm nay tôi sẽ trở thành người đàn bà của anh. Em khéo nói kỳ khâu dữ đã. Qua chưa cưới hỏi em đường hoàng, sao dám làm chuyện thất lễ như vậy được chứ. Giả lại em là phận gái, làm vậy sẽ bị nhơ danh đó. Thôi qua không dám đâu. Anh không dám thì thôi, vậy cứ để cho cậu hai hay ông hội đồng dạy dò tôi cho anh vừa lòng. Ý của qua không phải vậy. Chẳng thà tôi chịu mang tiếng xấu, nhưng mà tôi được gần gũi với người tôi thương, tôi thiệt lòng muốn bù đắp tấm chân tình của anh dành cho tôi bấy lâu nay. Anh Đực, anh không thương tôi sao chứ? Đời này kiếp này qua chỉ thương một mình em. Mẫn, mình không nên làm như vậy. Hoặc không muốn em bị người ta dèm pha dị nghị. Mẫn, ôi da đau quá. Mẫn, em sao vậy? Tôi bị trật chân rồi nè. Đâu, chỗ nào? Đưa qua coi. Có đau không em? Hả? Có đau không? Trải qua hoạn nạn mới biết ai là kẻ chân tình. Anh Đực, anh luôn là người cận kề bên tôi. Mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, âu đó cũng là duyên trời định cho đôi ta, phải không anh? Mình nè, lóng rài rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, nên em muốn được ca được diễn như trước đây quá à. Em thương mình lắm nên em mới cố chịu đựng đó đa. Nói nào ngay, đêm nào có mình ở đây bầu bạn thì em mới vui, chứ ở một mình buồn muốn chết à. Ủa, mà mấy hôm không qua phòng em thì mình ngủ ở đâu chứ? Mình hỏi làm chi? Tại người ta thương mình nên mới hỏi thăm như vậy mà. Mình muốn gì á em cũng chịu hết, miễn sao đêm nào mình cũng qua đây ngủ với em. Chứ ngủ một mình em thấy sợ sợ. Ôi, có gì đâu mà sợ. Mà mình nghe tôi dặn nè, sau này không được hỏi tới việc tôi đi đâu, ở đâu, làm gì, nghe không? Tôi không thích người khác tra vấn tôi như vậy. Em nhớ mình nên mới hỏi như vậy thôi. Mình không thích thì em không hỏi nữa. Tự dưng mình rầy em làm sao? Em giận mình rồi đó nha.
Em về đây tiếc là chưa được thấy mặt chị ba. Nghe nói chị rất đẹp, lại hiền thục đoan trang nữa. Chứ ai nói với em? Thì mấy người trong nhà này học lại. Họ còn nói trước kia mình thương chị ba nhất. Mà em hỏi thiệt tình, mình thương chị luôn như vậy, sao bằng lòng để chị ra đi chứ? Nè, tôi không thích mình thài lai như vậy đâu. Ý, mà em còn nghe họ nói mình cho chị ba đi như vậy, chẳng khác chi cho chị và chú ba tái hợp lại. Không chừng lúc này hai người đó đã gặp nhau rồi tính chuyện ở bên nhau suốt đời đó đa. Chuyện tầm xa như vậy mà cô cũng tin sao? Từ ra tôi cấm cô không được nhắc tới chuyện này trước mặt tôi, nghe không? Thì ra trong lòng của ông vẫn còn hình bóng của người đàn bà đó thiệt mà. Thương người ta như vậy sao không chịu giữ lại, để cho họ đi làm chi rồi thấy tiếc chứ? Tức quá đà. Chứ tôi đã cấm mọi người trong nhà này không ai được nhiều chuyện. Vậy cớ chi Thanh Thanh mới chưa có chân ráo về nhà mà đã thỏa hết mọi chuyện? Cậu nói gì mà ông giận quá vậy? Tôi mà biết ai học lại với cậu mấy chuyện săn bậy đó thì tôi không để yên đâu. Có phải cậu nhắc đến chuyện của em ba không? Không chỉ nhắc mà cổ còn nói đủ thứ chuyện số bộ số bộ. Tôi bực lung lắm rồi đó nghe. Thiệt tình á, thì cái bữa mà Lệ Hằng ra đi, tôi có nghe đồn đãi mấy cái việc không hay này. Nhưng mà thiên hạ họ nói lén sau lưng á, thì làm sao mà mình bịt miệng được họ chứ? Tôi mà tra xét ra mà người nào nói bậy như vậy, tôi sẽ làm cho câm cái miệng luôn. Chứ bịt miệng làm cái giống gì? Thôi mà ông, từ khi em ba ra đi, tôi thấy ông hay nóng giận vô cớ đó đa. Tôi cũng không ngờ ông lại bằng lòng cho em ba ra đi một cách dễ dàng như vậy. Mà nghe thằng Tân nói chú ba chịu rút lại đơn, không đòi tranh chấp gia sản với ông nữa phải không? Như vậy thì tôi cũng đoán được cớ chi ông lại để cho em ba được toại ý rồi. Việc này thì coi như đã xong xuôi rồi, ông cũng đừng có nghĩ tới làm chi cho mất công. Bà nói thử, có phải cổ với thằng ba thông đồng lập thế hại tôi không? Biết đâu chừng việc thiên hạ bàn tán lâu nay là có thiệt. Ông đừng có nghĩ ngợi chi cho rối trí. Dầu cho trước đây họ có nặng tình với nhau, nhưng Lại Hằng là người đoan chính, còn chú ba cũng là người có học, biết đạo lý. Họ không làm điều gì quấy đâu ông à. Vậy là mình đã tỏ mọi việc rồi. Ba Thiện đúng là người đàn ông nặng tình trọng nghĩa. Vì muốn Lệ Hằng yên thân, y đã từ bỏ một nửa gia sản chứ ít chi. Thiệt có ai dướng vô chữ tình mà còn biết khôn chứ. Lệ Hằng, em thiệt có phước đó đa. Ít ra trên đời này cũng có người đàn ông thương em thiệt lòng. Nhưng có được hưởng hạnh phúc hay không thì em cứ chờ đó nghe không?
Cô làm cái trò gì vậy? Hả? Cớ gì hôm nay mà anh lại về trễ như vậy? Cô bị điên hả? Cô dám gọi tôi là anh sao? Chứ có ai người ta nghe được thì khó lòng yên thân đó đa. Ở đây chỉ có anh với em thôi, chứ có ai đâu mà anh sợ. Tôi cấm cô, cấm cô không được xưng hô với tôi như vậy nữa. Kêu riết đuổi nó quen miệng rồi sao? Dạ, nếu anh... Anh... Cậu không thích á, thì bận sau em không dám nữa. Cậu... Nè, cô làm gì vậy? Làm gì vậy? Nè, thôi đi. Hôm nay tôi mệt lắm, tôi phải ngủ sớm để mai còn lên tỉnh nữa. Cớ chi cả tuần nay mà cậu không... Không cái giống gì? Thì không có vui vẻ với em như trước. Chứ cậu có phiền chi em không? Cậu không muốn gần gũi với em nữa hả? Cậu... Cậu... Trời đất ơi, tôi hỏi cô, cô nói vậy mà không thấy hổ thẹn sao? Chứ cậu có giận, có ghét em thì chân tình của em đối với cậu vẫn không thay đổi. Là do em quấy, em giả có thai nên làm cậu bực mình chứ gì. Em hứa với cậu, từ rày em sẽ luôn nghe lời cậu. Cậu nói sao em nghe vậy, em không dám cãi nửa lời đâu cậu hai. Cậu... Cô làm giống gì vậy? Cậu... Trời đất ơi, cô buông tôi ra đi. Cô muốn mọi người dạm thấy hay sao? Mà ôm níu níu tôi chi vậy? Hả? Cậu đừng có hắt hủi em mà. Em thương cậu thiệt lòng. Cậu... Cậu hai ơi... Nè, có người kìa. Đi với cô thiệt. Chứ hồi nãy em thấy Mùi nói gì với mình mà coi bộ mình sẵn sớm quá vậy? Cậu muốn xin cái gì mà mình không bằng lòng sao? Ôi, đám đầy tớ nó không biết thân biết phận, nó cứ nài tôi nói với má cho nó thêm chút đỉnh tiền công đó đã. Ủa, kỳ dữ không? Muốn xin thêm tiền công á thì phải nói với bà Phương, chứ nói với mình làm gì? Thì đó, bởi vậy mới làm tôi bực bội. Thôi, mình đi ngủ đi. Mà mình ăn uống gì chưa? Hay đem xuống bếp nấu thức ăn khuya cho mình nghe. Thôi, tôi không phiền đến mình. Mình lo mà giữ sức khỏe, chứ động tay động chân rồi hại tới cái thai. Ba má rầy, có nước tôi trốn vào xứ khác đó đà. Với lại tôi làm gì có phước được vợ chăm sóc lo lắng như vậy chứ. Ruồng vậy thôi, em đừng có để bụng nghe. Mà em nè, từ ngày em đi ông thay đổi tánh nết lung lắm, đụng ai ổng cũng rầy, rồi còn ham đánh ham giết nữa. Khổ hết sức, phải chi
có em khuyên can thì ổng mau nguôi hơn. Chị Hai à, em đã nguyện với lòng sẽ không bận tâm đến nơi đó nữa. Thiệt chị vô ý quá đa. Chị nhắc làm chi mấy cái việc này cho em bực bội chứ. Thôi mình nói chuyện khác nghe. Em à, em là thân đàn bà con gái, ở mấy chỗ như vậy không có tiện. Hay là em coi thuê cái nhà nhỏ nhỏ mà ở. Nói vậy chứ chưa chắc em ở đây lâu phải không? Không chừng mơi mốt á, em sẽ đi đâu đó thiệt xa chứ. Đi đâu hả chị? Trước mắt em cứ ở đây tạm thời, rồi từ từ coi sao. Nghe nói là chú ba sắp về bên kia đó đà. Việc đó thì em không biết. Chị biết là trước đây chị có làm đôi việc khiến em hổng vui, nhưng cũng do hoàn cảnh đẩy đưa. Chớ thiệt tình là chị thương em lắm. Em bỏ qua đừng có giận chị nghe. Đờn bà ghen tuông cũng là lẽ thường tình phải không em? Em có giận gì nữa đâu, em quên hết rồi. Bây giờ em chỉ muốn sống sao cho thảnh thơi. Em thiệt là người độ lượng đó đa. Thấy em vui như vậy, chị cũng muốn được như em, vô tư vô lự, không phải cực thân rối trí. Chị khéo nói dữ không? Chứ không phải chị thích ở đó sao? Ôi, đó cũng là do số phận của chị, chứ chị có muốn vậy đâu em. Phải chi ông trời cũng cho chị gặp được người thương chị hết lòng hết dạ như em vậy nè. Chà chà, hiếm có người đàn ông nào dám hy sinh cả gia tài đặng cho người mình thương được tội ý đó đa. Chớ chị nói chi kỳ quá chị Hai. Thiệt tình là em không biết gì hả? Em ở với ông lâu như vậy, bộ không rành tánh ý của ổng hay sao? Cớ chi mà ổng cho em ra đi dễ dàng như vậy chứ? Em mà, chính chú ba đã bằng lòng không chia gia sản đặng giúp em ra đi đó đa. Trời ơi, việc này là thiệt hả chị? Dạ con chào bà. Ai vậy nè? Cô đứng đây thẳng nhắc ba tôi à, chứ không phải cô đưa ra khỏi nhà này rồi đó. Tôi muốn hỏi ông một việc nên mới quay về. Ông nói thiệt cho tôi biết đi, có phải vì ba Thiện rút đơn không đòi chi gia sản nên ông mới để cho tôi đi đúng không? Cô muốn biết chuyện đó để làm gì chứ? Cô đã đi được thì nên lo cho thân của mình, còn trống rỗng tôi đổi ý rồi đó. Ông đổi tôi để lấy một nửa gia sản sao? Cô đừng có hỏi dần lần. Đến chuyện của anh em tôi cô không có can dự gì hết. Tôi muốn biết sự thật, ông nói đi. Nếu đúng vậy thì sao chứ? Thằng em tôi nó bị ái tình làm cho mê muội. Nó cạn nghĩ nên nó mới Cớ gì ông lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy? Cô nói cái gì? Ông Vĩnh, khi tôi bằng lòng lấy ông, tôi nghĩ ông thật lòng không chút giả dối. Tôi nghĩ tôi đã chọn được người đàn ông có thể che chở cho mình suốt đời. Tôi có dè đâu mình lại bạc phước như vậy. Sống với ông bao nhiêu năm trời, ông không màng tình nghĩa vợ chồng, ông đem tôi ra bán buôn đổi chác như vậy là sao chứ?
Tôi không rảnh mà đứng đây gian ca với cô. Cô đi đi. Ông Vĩnh, ông đã từng bày mưu lập kế đặng có được tôi. Nếu không thương tôi thì ông đâu có thất công như vậy. Tới khi ông thay lòng đổi dạ, ông khắc bạc với tôi, dù cho tôi tội lỗi mà tôi không hề có. Ông nói đi, ông coi tôi là chi chứ? Nếu đêm nay ông không nói rõ thì tôi sẽ không đi. Được rồi, tôi cũng muốn nói phớt một lần cho xong. Thiệt tình là trước đây khi mới gặp cô lần đầu, tôi cũng muốn lấy cô làm vợ. Tôi muốn cô phải vợ cho tôi, để cùng tôi chung hưởng hạnh phúc. Lấy cô về, tôi chẳng phải đã cưng chiều, tưng tiêu cô, coi cô khá chi vàng ngọc chứ. Nhưng cô thì sao vậy? Cô có báo đáp lại chân tình của tôi không? Cô sống với tôi chẳng qua vì ham giàu sang phú quý. Cô muốn được kẻ hầu người hạ, muốn được thiên hạ gọi cô là bà hội đồng. Cô ở bên tôi, nhưng mà trí cô luôn nghĩ đến thằng em của tôi. Cô tưởng tôi không hay biết gì ra? Ông coi tôi là hạng đàn bà thấp tiếc như vậy sao? Tôi hối hận vì đã đưa cô về nhà này. Cô làm anh em tôi mít lòng nhau, không nhìn mặt nhau. Thằng em tôi vì cô mà kiện thưa tôi đòi chia gia sản, rồi cũng vì cô nó phủi bỏ hết để con được thoải ý. Cái thằng ăn cái giống gì mà ngu quá. Cô mà đáng giá dữ vậy đó, cô là tai họa thì có. Có đổi cô lấy một xu thì tôi cũng không thèm. Phải đi để chôn vùi mọi chuyện vào quá khứ. Cha mẹ hãy tha thứ tội bất hiếu cho con. Mọi chuyện con đã làm xong rồi, giờ con chỉ muốn bình tâm tĩnh trí
làm việc có ích cho xã hội. Con xin phép cha mẹ con đi. Lệ Hằng, cớ chi em lại ở đây? Anh Thiện, chớ anh thấy trong lòng anh thơ thới thiệt sao? Em nói chi? Tôi chưa tỏ. Tôi đã biết hết mọi việc rồi. Anh giúp tôi được toại ý bằng cách anh đánh đổi gia sản với anh trai anh, có phải không? Anh làm như vậy là sao chứ? Anh... Cớ chi anh phải làm như vậy? Anh muốn thiên hạ khen anh là người nghĩa dõng sao? Anh muốn tôi mang ơn anh sao? Hả? Em bình tĩnh lại đi Lệ Hằng. Trong trí tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Tôi không cần anh thương hại tôi. Anh có quyền chi mà tự sắp đặt cuộc đời tôi chứ? Chắc anh cho rằng tôi là một người đờn bà, tội nghiệp lắm phải không? Anh có biết làm như vậy tôi càng đau xót hơn không? Tôi xin lỗi. Thiệt ra tôi chỉ muốn em được sống vui vẻ. Anh có biết tôi muốn gì không? Anh có thấu hiểu được nỗi lòng của tôi không? Tôi chưa phân tỏ được với anh nỗi dai dứt buồn tủi dồn nén bao lâu nay, thì anh lại đem đến cho tôi một nỗi đau khác đó đó. Anh Thiện, anh nói đi, tôi là gì của anh chứ? Là gánh nặng hay là món nợ đeo theo làm khổ cuộc đời của anh? Anh nên đi đi, đi thật xa, để đừng bao giờ can dự vào cuộc đời của tôi nữa. Anh hãy quên luôn cái tên Lệ Hằng này đi, vì nó chỉ mang tới cho anh toàn chuyện đau buồn. Lệ Hằng, em đừng nhớ lại những chuyện không vui nữa. Hãy quên đi những đau đớn tủi hận mà em phải chịu đựng bấy lâu nay. Từ rồi em sẽ hưởng một cuộc sống như em đã từng ước muốn. Tôi biết em không phải là người đàn bà yếu đuối mà. Dầu cho có ở chân trời góc biển, tôi cũng cầu chúc cho em được bình yên. Ba Thiện, anh lôi tôi ra khỏi dũng bụng, nhưng tại sao anh không chờ tôi tắm gội sạch sẽ chứ? Hay anh chê tôi dơ nhú cho nên anh bỏ tôi lại bên đường có phải không? Em đừng gieo tiếng ác cho tôi. Thiên hạ ai cũng biết chúng ta là chị dâu em chồng. Cho dù em có ra khỏi nhà, nhưng tôi không thể làm ô danh của em được. Lệ Hằng, tôi muốn em phải được hưởng hạnh phúc. Anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi sống không có anh chứ? Từ khi sự thật được phơi bày, không lúc nào tôi không nghĩ đến anh. Tôi hối hận lung lắm. Tôi biết mình quá khờ dại nên mới mắc mưu người khác.
hại anh phải đau khổ suốt 8 năm qua. Tôi tính là sẽ gặp anh để thổ lộ hết những gì chất chứa trong lòng, nhưng chưa kịp nói thì đã đem tới cho anh một phiền não khác. Anh Thiện, anh vẫn còn trọng tôi như trước sao? Anh dám dứt bỏ hết gia sản để đổi lại cho tôi bình an sao? Lệ Hằng, tôi coi em là chị dâu của mình. Từ ngày em lấy anh trai tôi, trong tâm tôi luôn tự nhủ, mình không được phép vượt qua luân thường đạo lý để làm chuyện bất chánh. Tôi giúp đỡ em là vì tôi không muốn anh trai mình gây thêm lỗi lầm. Còn việc từ bỏ gia sản đâu có chỉ là to tát. Tôi vốn đã không muốn tranh giành gia tài từ lâu rồi. Anh nói vậy tức là giữa anh và ông Vĩnh không có thỏa thuận gì đó. Ba Thiện, anh không muốn đôi ta tái hợp nối lại duyên xưa đó. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh Thiện, anh ác quá đã. Thà anh cứ bỏ mặc tôi chết dần chết mòn trong căn nhà đó còn hơn là anh ra tay cứu cho người ta sống lại rồi bỏ mặc họ bơ vơ một mình. Ba Thiện, anh có khác gì là anh trai của anh chứ? Tôi hận anh em mấy người lắm. Ba Thiện, anh giết tôi chết mất cho xong đi, chứ để tôi sống làm chi nữa. Lệ Hằng, em đang rối trí nên em chưa thông tỏ hết mọi chuyện. Từ từ rồi em sẽ nguôi ngoai mà. Tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải ra đi thật xa. Em ở lại vui vẻ hạnh phúc nha em. Chút nghĩa tương tri
chứ. Lửa lòng tôi đã tắt từ lâu rồi. Em hãy quên tôi đi. Vĩnh biệt em. Ba Thiện, anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã nói với tôi hôm nay. Em nói vậy là sao? Cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật phũ phàng này. Lê Hằng, anh đừng nói thêm lời gì nữa. Tôi vô cùng biết ơn anh vì mọi việc anh đã làm cho tôi, nhưng tôi không xứng để nhận ơn huệ đó. Mọi thứ anh đã cho, nay tôi xin trả lại. Tôi sẽ tự lo cho cuộc đời mình, chứ không cậy nhờ ai hết. Lê Hằng, em có tỉnh táo không? Em nói chi nghe lạ quá đa. Tôi không mất trí đâu. Tôi đã thông tỏ mọi việc rồi. Tôi sẽ làm lại cuộc đời, đặng có thể sống hạnh phúc như anh mong muốn. Chào anh. Lê Hằng, em nói gì? Em làm tôi không an tâm chút nào hết. Em tính đi đâu chứ? Tôi về lại nơi anh đã tốn công sức kéo tôi ra khỏi đó. Tôi phải quay về căn nhà đó, cho dù người ta có rẻ rúng khinh khi mình. Nơi đó mới là chỗ dành cho tôi, anh biết chưa? Lệ Hằng, em đừng nói điên như vậy. Em đừng có quay về ngôi nhà đó. Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi chứ? Tôi biết mình cần phải làm gì. Đừng bận tâm đến tôi nữa. Anh nên về bên kia, gây dựng công danh sự nghiệp, đặng sung sướng tấm thân. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Chúc anh luôn hạnh phúc. Lê Hằng, Lê Hằng, nè, chạy xe cái giống gì vậy hả? Dạ. Thank you.
sao mà ai ra vô cũng được. Cô đừng đứng đây mà giăng cai với tôi. Cô cũng khóc hết nước mắt, tôi cũng không động lòng. Tránh ra, cô đừng có làm nữa. Tôi cho xe tông vô cô đừng có trách. Mình chạy đi. Tao chết nói cho tao, có gì tao nhận tội hết cho. Dạ. Mày ra đi, đi ra. Lê Hằng, tại sao em lại cản nghĩ như vậy chứ? Lê Hằng, anh buông tôi ra. Bất kỳ tin anh mà anh can thiệp vào. Đừng đóng kịch với tôi nữa, tôi ngán lung lắm rồi. Anh hai, anh làm việc như vậy sao anh hai? Người ta muốn chết cứ để cho họ tỏ ý, cớ chi mà chú cản trở chứ? Còn chú dám liều mạng vì một người đơn bà không ra gì hả? Thích chút nữa anh tông chết chú luôn rồi đó. Chú biết không? Anh hai, anh đừng nói những lời phi nghĩa nữa. Dù sao cô cũng là vợ của anh mà. Chẳng may Lê Hằng có minh hệ gì, em sẽ không dị tình anh em đâu. Chú khéo nói quá đà. Uổng công tôi nuôi nấng thương yêu chú, tặng bây giờ chú binh người dân mà sẵn sớm với tôi. Chú muốn gì nữa đây? Một kiện thư tôi đòi chia gia sản chưa đủ sao? Còn tính hơn thua với tôi chứ? Chà chà, chú vì một con đơn bà này mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi hả? Nè, dòm kỹ đi. Tôi là anh trai của chú chứ không phải là kẻ thù. Anh hai à, anh đừng có giận quá mà nói sạp. Anh không thể xem thường mạng sống của người như vậy được chứ. Huống chi đây là vợ của anh. Còn Lễ Hằng, cớ chi em tự làm ủ đi danh tiếng của mình như vậy? Em gian sinh lại lục, quay lại đặng khỏi cực thân, chạy dài để tìm kế sinh nhai sao? Thiệt tôi không đành lòng nhìn em hạ thấp bản thân mình như vậy, tôi đau lòng lắm. Việc riêng của hai người thì kéo nhau ra chỗ khác mà bày tỏ, đừng diễn tôi trước mặt tôi. Đời tôi hận nhất là gặp phải một người vợ lăng loàn và một thằng em bất nghĩa đó ra. Anh hai, mày im miệng đi. Mày còn mở miệng của anh hai mà mày không biết vô sao? Anh hai, dù cho anh thế nào đi nữa, anh em của mình đó vẫn là máu mủ ruột thịt. Em đã từng rời bỏ nơi này ra đi, rời bỏ người mà mình yêu thương nhất, vì em không đủ can đảm chống lại lệnh của anh. Cho tới khi em biết được việc mà anh và chị cả làm, em mới biết sự ra đi của em đã vô tình để cuộc đời của Lệ Hằng xa vào tủi nhục đắng cay. Em đã tự dằn vặt và tự trách mình lung lắm. Em tự thấy mình có lỗi với Lệ Hằng. Cũng vì vậy em muốn làm một việc gì đó để chuộc tội với cổ. Chứ chưa bao giờ em lập mưu bài kế với Lệ Hằng đang hại anh. Anh hai, lẽ ra
em sẽ ra đi một mình và không bao giờ trở về đây nữa. Nhưng những gì em đã chứng kiến hôm nay, sự tàn nhẫn của anh đã làm em thay đổi ý định. Anh hai, em sẽ đưa Lệ Hằng đi theo, chứ em không thể bỏ cổ thân sơ thất sở như vậy được. Lệ Hằng, từ rày trở đi tôi sẽ chăm sóc cho em, tôi sẽ lo lắng cho em, tôi sẽ bù đắp những gì mà gia đình của tôi nợ em. Lệ Hằng à, có tôi bên cạnh, tôi sẽ không để người ta ức hiếp vùi dập em nữa. Anh hai à, em nhìn Lệ Hằng đi đây. Em làm sao vậy? Chứ không phải em đã từng nói là muốn đi cùng với tôi sao? Anh Thiện, anh có biết là anh đang lầm lẫn mọi chuyện rồi không? Từ cái việc cách đây 8 năm tôi quyết định để lấy chồng, thiệt ra không ai ép buộc tôi hết. Tôi đã suy nghĩ lung lắm mới nhận lời làm vợ người đàn ông vừa giàu có lại vừa địa vị. Cuộc đời tôi lúc nào cũng dư giả bạc tiền mà lại được thiên hạ trọng vọng. Anh tưởng tôi khóc khi nghe tin anh đi du học bên Tây sao? Là vì tôi không nỡ xa anh sao? Không phải đâu, chẳng qua bởi vì tôi hận tại sao tôi lại thương một người đàn ông không xứng đáng, một người mà ngay cả hạnh phúc của mình cũng giao cho anh trai mình định đoạt. Ba Thiện, nếu như anh không về thì vợ chồng tôi đã không xào xáo lên như vậy. Anh có phải là quan gia kiếp trước không? Tại sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy chứ? Bây giờ tôi phải làm gì đàn anh mới chịu buông tha cho tôi đây? Lê Hằng, em nói cái chi mà lạ lùng vậy hả? Vậy để tôi nói tốt một lần cho xong. Tôi không thể đi theo một người đàn ông mà ngay cả việc lo cho tôi được ăn ngon mặc đẹp anh ta cũng không làm được. Với lại tôi thấy anh cũng không đủ bản lĩnh để bao bọc che chở cho tôi suốt đời đâu. Còn nữa, anh quên câu luân thường đạo lý rồi à? Tôi là chị dâu của anh mà, anh muốn tôi bị thiên hạ cười chê không ngẩng mặt lên được hay sao? Chú đã tỉnh ngộ chưa? Chú tưởng lâu nay người ta trọng cái chân tình của chú sao? Chú muốn tìm người chung hưởng hạnh phúc. Chú phải cẩn thận một chút, chứ chi mà lựa trúng người lãnh đạm với mình như vậy. Thiên, tôi thấy tội nghiệp chú quá đa. Lệ Hằng, tôi không tin những lời em vừa nói là thật lòng. Em giận tôi, em thù tôi mới khắc bạc tôi như vậy đúng không? Lệ Hằng, mình vội hết quá khứ mà làm lại từ đầu nghe em, có được không em? Anh đừng có xúi tôi làm việc có lỗi với chồng mình. Ông trời đã sắp đặt căn duyên cho tôi về làm vợ của ông ấy thì suốt đời này tôi phải đi theo ông ấy. Cho dù chồng tôi không còn thương tôi nữa, không còn trọng tôi nữa, hay có buộc tôi phải chết, tôi cũng y lời không hề hối hận. Cô khéo nói dữ không? Bây giờ thì tôi không muốn cô chết. Tôi cho phép cô quay về sống với tôi. Cô vô xe đi, ngoài này mưa gió lạnh lắm.
Khoan đã. Thiện à, chú cũng nên về đi, kẻo mưa gió dễ bệnh lắm đa. Anh với chị ba chú đi đây. Cho cô quay về không phải là vì cô, mà vì thằng em trai của tôi. Tôi muốn dạy cho nó một bài học để cho nó nhớ đời. Sao không bước vô phòng đi? Phòng này là phòng của cô mà. Coi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Sớm mơi rồi tôi sắp xếp.
Dạ. Nhất chuyện cũ, bằng lòng tha thứ cho tôi. Vậy tôi mong mọi người cũng bỏ qua giùm tôi. Chàng ơi, vậy mà chị tưởng em đang thơ thới vui vẻ bên người khác rồi chứ. Thấy không, chị đã cản mà em có chịu nghe đâu nè. Đi đâu cũng không bằng ở đây. Có ai trọng em bằng ông đâu chứ. Em quay về là việc đáng mừng đó Đa. Mọi người không ai ghét bỏ gì em đâu. Chị ba, chị quay về làm em vui quá à. Nói nào ngay, từ bữa em về em cứ thấy trong lòng ái nái. Em nghe mọi người sầm xì bàn tán, nói tại em nên chị mới ra đi đó Đa. Cũng may là chị đã hồi tâm chuyển ý quay về. Từ rày mấy chị em mình sống hòa thuận với nhau, cho ông hỡi lòng hỡi dạ nghe chị. Tôi cảm ơn mọi người. Thanh Thanh à, tai tiếng thị phi em để ý làm chi? Chị có trách móc gì em đâu chứ. Thôi, mọi việc coi như xong xuôi rồi. Tôi đã bằng lòng cho Lệ Hằng quay về thì không ai được ron ren tiếng to tiếng nhỏ nữa, nghe chưa? Ai không ưng thì cứ theo gia pháp mà trị. Bà Hai, biểu sắp nhỏ đi chợ làm mâm cơm ngon ngon đặng cho mọi người trong nhà ăn uống cho vui vẻ một bữa, coi như mừng cho Lệ Hằng quay trở lại. Dạ, ông yên tâm, tôi biểu tụi nó làm liền đây. Thưa ba, thưa mấy má, vợ chồng con xin phép. Chị ba. Trời ơi, trăm nghe không bằng mắt thấy. Chị ba, nhìn chị thiệt dịu dàng nhân hậu đó Đa. Có điều nói chị đừng giận chứ, em dòm cặp mắt của chị sao buồn quá à. Bộ chị có chuyện chi rai rứt mà cố giấu trong lòng hả chị? Em khéo nói chơi quá à. Thanh Thanh à, em đẹp thiệt đó. Ông thương em là đúng rồi. Em mà đẹp cái nỗi gì. Chị biết không, ông hay nhắc chị trước mặt em lắm. Riết rồi ông làm em bực, em ghen tị với người khuất mặt đó Đa. Ê, hả? Em ba còn sống chứ có chết đâu mà nói là khuất mặt. Chàng ơi, em vui quá cho nên em ăn nói lộng cộng vậy đó. Ý em nói là em ghen với người không có mặt. Mà chị cả, chị hai cũng hay nhắc đến chị lắm. Ai cũng tiếc sao chị lại bỏ ra đi. Ai cũng thương chị lắm. Thương em nhất là em Tư đó Đa. Chứ làm chi nữa, vừa gặp chị ba làm thấy cảm mến liền. Ông mà có thương chị ba hơn em á, em cũng cam chịu. Chị đẹp như vậy thì có người đàn ông nào mà không động tâm chứ. Em Tư à, đừng có khen chị thái quá làm chị hổ thẹn. Nhan sắc của em đâu có kém chi người khác chứ. Em vừa sắc sảo lại vừa mặn mà như vậy mà. Chú ba. Chị cả. Chú không trách không giận là chị mừng luôn lắm đó Đa. Chuyện đã quá giản rồi chị. Với lại em biết mọi chuyện chị làm là dân theo lệnh của anh hai. Chuyện cũ chú không chấp nhất, nhưng còn chuyện mới sao chú chịu buông tay chứ. Chị muốn nói đến việc Lệ Hằng đã quay trở về nhà sao? Chú đành lòng nhìn Lệ Hằng quay lưng lại với chú rồi trở về bên ông Vĩnh hả? Đó là việc cổ lựa chọn. Em nghĩ cổ làm như vậy
cũng đâu có chi là quấy. Chú nói lại phải không chú ba? Tôi biết chú còn thương Lệ Hằng lung lắm. Chú chịu hy sinh mọi thứ cho cổ vui, mà cổ cũng thương chú y như vậy đó đa. Lệ Hằng dám lên tiếng đòi đi là để làm chi? Không phải là để cùng chú tái hợp, nói lại duyên xưa đa? Hai người rõ ràng là có duyên phận với nhau, vậy cớ chi vì chút sĩ diện mà phân rẽ như vậy? Lệ Hằng là đàn bà yếu đuối, tôi không trách. Chứ chú là đàn ông, sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? 8 năm về trước, chú đã một lần làm lỡ việc hôn sự, khiến cả hai người đều đau khổ. Nay ông trời đã tạo cơ hội, nhưng chú lại từ chối là sao? Chị cả, chị nghĩ chi mà lung vậy? Chị làm như không có em á thì Lệ Hằng sống không nổi vậy. Chị đừng có lo, Lệ Hằng đã chọn cho mình một cuộc sống và địa vị xứng đáng với cổ. Em nghĩ mình không nên làm kỳ đà cản mũi cổ làm chi. Tôi từng tuổi này rồi, nên sự đời tôi cũng từng trải hơn chú đó đa. Chú đừng dối lòng mình nữa, chú không che chở bao bọc Lệ Hằng, rủi cổ xảy ra chuyện gì chú tính sao chứ? Chú cũng thừa biết cổ chỉ thương một mình chú thôi mà. Chú nên tìm gặp cổ phân tỏ một lần nữa đi. Em nhất quyết ra đi, và lần này sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa. Mọi chuyện có liên quan tới Lệ Hằng coi như em không biết. Em mong chị đừng có nhắc tới cô ấy trước mặt em nữa. Vậy thì chị không còn gì để nói với chú nữa. Chị chúc chú thượng lộ bình an. Em cảm ơn chị. Cho em gửi lời chào anh hai. Chúc mọi người ở lại mạnh khỏe. Chú ba, chú có nghĩ Lệ Hằng quay về đặng nhen nhóm âm mưu trả thù không chứ? Chớ mình không ngủ được sao? Cô ngủ đi, để ý tới tôi làm chi? Mình cứ trằn trọc như vậy, biểu em ngủ sao được? Vậy tôi ra khỏi đây cho cô ngủ nghe không? Đêm nay cậu đến nhà chòi nha cậu. Em đợi cậu ở đó cho tới khi nào cậu chịu đến thì thôi. Thiệt tình là em nhớ cậu lung lắm. Em biết cậu có chút phiền em, nhưng em rất muốn được gặp cậu, coi như là lần cuối cũng được. Em chỉ muốn gần gũi với cậu cho thỏa nỗi nhớ nhung. Thank you.
Đêm nay mà anh không đến thì đừng trách sau tôi bất nghĩa. Tôi sẽ làm cho mọi chuyện lòi chành, coi thiên hạ cười ai cho biết nhục. Cô làm cái giống gì vậy? Cớ gì cậu lạnh nhạt với em như vậy hả cậu hai? Bộ cậu không nhớ em đã? Cô hẹn tôi ra đây có gì chi? Cậu khéo hỏi dữ hôn. Chớ không phải chỗ này là nơi mình hẹn hò qua lại với nhau hay sao? Cậu làm cho em ngày nhớ đêm mong. Để rồi gặp nhau cậu nói với em một câu vô tình như vậy đa. Cậu ác lung lắm nghe cậu hai. Cậu đêm nay khi nào cậu hai ra khỏi phòng thì mợ nên đi theo. Tới nơi mợ sẽ thấy được một chuyện động trời. Coi bộ chị có chuyện chi phiền em hả? Phiền gì đâu nè. Chứ không phải chị thấy phiền vì em khen chị ba hết lời sao? Ôi, tôi thừa biết cô đãi vui cho vui miệng thôi, chứ cô có ưa chi con nọ đâu. Chị thiệt tài quá à. Em ghét nhất là cái thói lúc nào cũng làm ra bộ hiền lành cam chịu, đặng làm đàn ông dễ bị siêu lòng đó đa. Nói nào ngay, diễn trò đó đâu có khó chi. Em còn diễn hay hơn chứ. Nào giờ tôi chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi còn không muốn dòm tới cái mặt nó nữa. Chị có muốn hay không thì chị ba cũng quay về sống chung một nhà rồi. Thì có tránh được đâu. Nó nhỏ nghe, liệu mai mốt nó biết được chuyện con Mận, nó xử sự làm sao chứ. Ôi, chị lo làm chi. Em còn mong chủ tớ nó trở mặt hại nhau cho nư giận. Chị em mình không cần ra tay mà cũng có người thay mặt mình trừng trị cái con phản chủ kia. Mình cứ chờ tới lúc đó đổ thêm dầu vô lửa
ngang chị. Chà chả, em nói đúng ý chị quá đà. Phải để tụi nó tự hại nhau mới sướng chứ. Lệ Hằng sẽ phải teo ruột héo gan khi biết con hầu thân tính của nó phản bội. Còn con kia sẽ bị chính chủ nó ra tay hại chết. Mới nghĩ tới đã thấy vui rồi. Nhưng ai sẽ đi gặp Lệ Hằng để học lại chuyện của Mẫn đây? Chị cứ ở đó chờ, việc này để em làm cho. Chị Ba. Em Tư, tìm chị có chuyện chi sao? Dạ không, quẩn quá nên em qua chị chơi. Chà, phòng chị sắp xếp đồ đạc gọn gàng, coi đẹp quá đa. Cái giường này nằm ngủ ấm ghê hen chị. Chứ em còn chuyện chi khác không? Em muốn nói chuyện riêng với chị Ba. Mận à, em ra sao nấu cho tôi ấm nước để chút nữa tôi tắm nghe không? Dạ. Mận là người hầu riêng của chị hả? Nó theo chị từ nhỏ. Gia cảnh nó nghèo hèn, đáng thương lắm. Từ ngày chị đi lấy chồng, nó cũng theo chị về đây tá túc luôn. Coi mồi cũng đẹp đẽ sắc sảo quá chứ. Là phận tôi đòi, nhưng dòm cũng thông minh lanh lợi lắm. Cớ chi em để ý đến Mận lung vậy? Chị nuôi nó từ nhỏ, vậy chị có tin nó một lòng một dạ với chị không? Em hỏi gì kỳ khôi vậy? Em hỏi thiệt, chứ có giỡn chơi đâu nè. Hồi giờ Mận chưa làm điều chi mít lòng chị. Nó ở với chị đã lâu nên thông tỏ tánh ý chị lắm. Có khi chị chưa nói mà nó cũng đã hiểu ý chị muốn gì rồi. Em nói coi, chị không tin nó thì tin ai chứ? Chị nhẹ dạ, tin người lung quá nên mới bị họ gạt đó. Nó dụng lúc không có chị ở nhà, nó thay đồ của chị, giả làm chị để rù quến ông đó đa. Em nói sao? Mận nó... Em không nói quan cho nó đâu. Em tức là vì chị thương nó như vậy mà nó lại lấy quán trả ơn chứ. Con này đúng là quân phản chủ. Chị phải trị cho nó biết tai đó đa. Mận dám làm chuyện bất chánh như vậy đó đa. Không, chị không tin nó to gan như vậy. Chị Ba, chị muốn tỏ mọi việc thì cứ lập trước thử nó đi. Thử? Mà thử làm sao chứ? Con Mận đợi lúc chị không có nhà, nó vào phòng giả đò dọn dẹp. Nó mặc đồ của chị, đốt hương trầm mà chị thường xong, đặng mê hoặc ông. Hai người đã bày chuyện tằng tiệu ngay trong phòng chị đó đa. Mận làm chuyện nhơ nhút đó thiệt sao? Nếu chị hỏi chắc chắn Mận sẽ chối. Chi bằng chị giả đò đi đâu đó một đêm rồi lén quay về. Em nghĩ đến lúc đó chị sẽ tin những điều mà hôm nay em đã nói.
em xin phép về phòng nha chị ba. Ờ. Mợ hai, lóng rài mợ thấy trong người khỏe không? Có ăn ngủ được không vậy mợ? Y như thấy mợ đỡ hơn trước luôn à. Tôi cũng thấy bình thường. Lúc này tôi ngủ ngon và ăn được nhiều hơn trước. Mợ tài thiệt nghe. Em nể mợ luôn đó. Cô muốn nói gì chứ? Nói nào ngay. Em thấy tánh của mợ hai á thiệt là hay á. Phải chi em cũng biết nhẫn nhịn, hòa quẩn giống như mợ. Đờn bà giống như mợ xưa nay thiệt là hiếm đó đa. Gặp người khác á hả, họ dòm thấy chồng mình đang bài trò tằng tiệu, dễ gì họ không nổi cơn ghen mà làm cho tan nhà nát cửa chứ. Cớ chi cô biết tôi thấy hết mọi chuyện? Không dưng mà mợ biết cậu hai tò dè với em. Chính em là người đã gửi thơ báo tin cho mợ biết đó đa. Em muốn mợ tỏ hết mọi việc. Chớ cô muốn tôi tỏ việc gì? Mợ hai à, em muốn làm cho mợ sáng mắt ra. Mợ tưởng cậu hai năn nỉ mợ quay về là vì cậu thương mợ đó. Nếu không vì công danh sự nghiệp của cậu hai thì mợ đừng có hỏng. Cậu còn than là đã chán ngán mợ luôn rồi. Cậu ngủ chung giường với mợ, nhưng người cậu thương nhớ lại là em. Thiệt, tội nghiệp cậu hai hết sức chứ. Cô, em chỉ nhắc lại lời cậu hai chứ không có thêm bớt gì hết. Mợ không tin á thì đi hỏi cậu hai đi. Thiệt tình em cũng không cam lòng làm phận lẻ mọn, nhưng căn duyên mệnh vậy, tránh sao khỏi hả mợ hai. À mà mợ hai nè, sau này á mình có sống chung á thì cũng nên kính chị nhường em cho cậu hai vui nghe mợ. Em đã xin phép ông, hôm nay em sẽ đi chùa cúng tạ lễ. Chắc em ở lại chùa qua đêm, sớm mời em mới về. Em nói qua với chị một tiếng để chị biết đó đa. Ông đã gật đầu, sao chị không dám cho chứ. Nhưng em tính đi một mình đa, chớ chi em lại không cho con Mận theo, đặng nó xách đồ đạc cho đỡ mệt. Dạ em đi một mình, để Mận ở nhà còn lo công chuyện chị à. Ừ, vậy thì tùy em. Ờ, mà sao từ ngày em về tới giờ coi mồi con Mận nó tránh né em sao đó đa. Thấy nó không hay vô phòng em như trước đây nữa phải không? Dạ cũng bình thường mà chị. Có điều lóng rài nó mận công chuyện nhiều quá, cho nên là nó không có thời gian chuyện trò với em. Ờ, chị hỏi chơi vậy thôi, chớ việc đó có can hệ chi đến chị đâu nè. Em khỏi phân bua chi cho mất công. Dạ vậy em đi sớm, kẻo trời nắng nghe chị. Ờ em đi đi. Cô dám buông lời sằng bậy trước mặt vợ tôi như vậy cũng chết đúng không? Cậu ơi,
Sao cậu nỡ đối xử với em như vậy? Chứ không phải chính cậu đã nói với em những lời như vậy sao? Em chỉ lặp lại cho mợ nghe thôi mà. Tôi nói hồi nào? Cậu đã nói với em lúc mình vui vẻ đó. Giờ cậu định chối bỏ hay sao? Cô nghe đây, cô đừng tưởng những gì tôi nói ra là sự thật. Cô mơ tưởng cao sang quá mà quên dòm lại thân phận của mình đó đã. Cứ yên phận mà làm tôi tớ đi, còn lộn xộn tôi đuổi ra khỏi nhà, nghe nói chưa? Vậy bấy lâu nay cậu coi tôi là cái giống gì? Không lẽ cậu chỉ muốn mua vui thôi sao? Cô thiệt là hạng đàn bà mất nết. Bộ cô tưởng cô dụ được tôi rồi sao chứ? Thì khéo bày trò cho mang nhục. Sao cô không chịu yên phận làm đầy tớ, muốn một bước lên làm bà, nên mới lả lời tru quấn đàn ông chứ chi? Tôi nói cho mà biết, chẳng qua cô chỉ là để mua vui cho tôi thôi. Nếu biết nghe lời thì tôi cũng dòm tới, bằng không cô chết cũng không được yên thân. Cô nghe rõ chứ? Ông về rồi hả? Ông có mệt không? Ông vào nằm nghỉ đi. Hay là để con lấy nước ngâm chân cho ông nghe. Cớ chi chị lại quay về giờ này? Chứ không phải sớm mơ chị mới về. Em làm gì ở đây vậy Mận? Em muốn tôi không về, đặng thay thế chỗ của tôi phải không? Dạ. Chị nói chi lạ vậy? Chị nghe người ta xì xào chuyện của em, nhưng chị nhất quyết không tin. Bởi vì thương em, tin em lung lắm Mận à. Mận, em có thể dối gạt chị vậy sao? Em dám làm chuyện bất nghĩa với người đã cưu mang em sao? Em làm chị đau lòng quá đa. Em làm như vậy có khác chi cầm dao đâm sau lưng chị chứ? Chị ơi, chị tha tội cho em. Em không muốn như vậy. Em bị ông ta cưỡng ép. Chị không tin em nữa. Trước đây em luôn cận kề bên chị để an ủi, lo lắng cho chị. Khi chị buồn tuổi, chị bị người ta rẻ rung hiếp đáp, thì em tìm mọi cách để giúp cho chị vui. Chớ gì mà em thay đổi tánh hết lung vậy hả Mận? Em nói em mang ơn chị suốt đời, nhưng chính em là người giống ơn bội nghĩa đó đa. Em nói thiệt đi. Thiệt ra em đã dối gạt, lấy quần áo của chị lập mưu lập kế để dụ dỗ ông phải không? Chị ơi, em biết tội của em to lắm. Ai biểu mày tham lam quá chi hả Mận? Phận mình nghèo hèn mà cứ muốn làm phu nhân, cho đáng cái đời mày nghe. Còn nữa, để mày coi, sẽ có người tới đổ thêm dầu vô lửa đó đa. Trời, chuyện chi vậy chị ba? Sao chị lại rầy con Mận luôn vậy?
nó hư nên chị dạy dỗ chút đỉnh thôi. Em bận tâm làm gì chứ? Mẫn, tội mày to lắm nghe không? Mày chọc giận chị ba làm chị tái xanh mặt mày kia kìa. Nào giờ chị ba có to tiếng với ai đâu nè. Con kiến á, chị ba còn không nỡ làm đau, vậy mà chỉ là tát tay mày. Chắc mày gạt chị chuyện chi lớn lắm phải không? Mày thiệt là quá lắm nghe. Thấy chị hiền mày dám khinh nhờn sao? Con biết tội rồi, con xin bà tha thứ cho con. Chị ba, em coi mồi nó cũng hối hận rồi, hay chị bỏ qua cho nó đi chị? Chuyện này không thể bỏ qua, tôi phải nhờ chị hai phân xử cho ra lẽ, đặng còn răng người ăn kẻ ở trong nhà. Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì mà sùm vậy hả? Chị hai, chị là người cai quản việc nhà, vậy chị phân xử giùm em việc này. Nếu đầy tớ mà bày kế mê hoặc ông chủ thì việc đó phải xử như thế nào vậy chị hai? À, hôm nay tao nghe thiên hạ sầm xì việc này, nhưng chưa có chứng cớ nên mới để yên cho mày đó đa. Mày to gan quá Mận. Mai là có em ba lanh trí dũng trước này nên mới hiện nguyên hình, mày còn dám chối nữa không hả? Mày làm nhơ nhuốc cái nhà này rồi, mày biết không hả? Mày biết không? Cái con này nè. Kìa chị hai, chuyện chi cũng từ từ. Mận nó là người hầu của chị ba thì cứ để cho chị ba vậy, chứ chị làm vậy khác chi chị bị mặt chị ba chứ. Nó là người hầu của ai cũng mượt kệ, tôi là người cai quản việc nhà nên bất kể ai làm tổn hại đến danh dự gia đình tôi đều có quyền trách phạt. Nè, cái con quỷ này nè, đầy tớ mà dụ dỗ ông nè, cái con này nè, cho mày chết nè. Hải đâu? Dạ. Nhốt nó vô nhà kho chờ lệnh tao. Dạ. Dạ. Bà ba. Bà ba. Đi đi bà ba. Em ba. Dạ. Em cũng có lỗi trong việc này đó, chớ chi em không dạy dỗ người hầu để nó làm chuyện bại hoại gia phong như vậy. Thiệt là nhục nhã quá đà. Dạ em biết mình có lỗi, cũng tại em tin nó quá nên mới bị nó gạt. Chị hai, mình có nên thưa qua việc này với ông và chị cả không? Thôi, việc này tôi sẽ tự định đoạt, gia pháp đã có thì cứ theo vậy mà xử. Để coi mơi mốt nó còn dám lấy nhan sắc ra dụ dỗ đàn ông nữa hay không. Dạ thì tùy chị, chị cứ xử lý theo phép nhà. Thôi chị cũng đừng tức giận mà sanh bệnh đó đa. Tuy nó theo chị từ nhỏ nhưng lòng dạ con người ai mà thông tỏ chứ. Việc này cứ để chị hai xử thẳng tay, đặng làm gương cho người ăn kẻ ở trong nhà. Chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.